Thánh Lucia, đồng trinh tử đạo. Theo lịch sử, chắc chắn là đã có một thánh nữ tử đạo tên là Lucia, và mộ ngài được tìm thấy trong hang tọa đạo của các Kitô hữu Siracusa. Sau đây là câu chuyện về cuộc tử đạo của ngài. Lucia là một thiếu nữ quý phái người Siracusa tại thủ đô miền Sicily. Mẹ ngài gốc người Hy Lạp, tên là Eutychia, có nghĩa là hạnh phúc. Sớm thành quả phụ, bà đã gắng chuẩn bị cho Lucia một địa vị cao bằng cách dưỡng dục thánh nữ theo tinh thần Kitô giáo. Bà thường nói với con gái mình về lòng can đảm của các vị tử đạo đã tưới máu trên đế quốc 2 thế kỷ qua, như ở Sicily, tại hải cảng Catana. Nửa thế kỷ trước, thánh nữ Agatha, thay vì chối bỏ đức tin, đã khước từ tình yêu của quan cầm quyền và trung thành với Chúa Kitô giữa các cực hình. Mẫu gương đáng phục này đã ám ảnh Lucia, và khi Eutychia nhận lời cầu hôn cho con gái mình, Lucia khẩn cầu Chúa cất xa những cuộc cưới hỏi trần thế để dân hồng sát phụng sự một mình ngài thôi. Bỗng Eutychia ngã bệnh, Lucia lấy cớ này để đình hôn. Dầu vậy, ngài thấy buồn vì mẹ khổ lâu, nên khuyên bà kêu cầu với thánh nữ Agatha. Ngài đưa mẹ đi Catania để dưỡng bệnh. Khi đó, ngài xem thường những sắc lệnh bắt hại đạo của Diocletiano, cống hiến mình hoàn toàn cho Thiên Chúa. Ngài đòi phân gia tài để phân phát cho người nghèo. Ngài nói, dâng cho Chúa điều người ta không mang theo sau khi chết thì cũng không có gì là nhiều. Nhưng người theo đuổi Lucia thấy ngài bán nữ trang và ruộng đất rồi phát cho người khổ cực, liền nổi giận và tố cáo với Pache, là người cầm quyền ở Siracusa. Lucia bị cầm tù. Trước tòa, ngài đã trả lời cách đáng phục: giờ thì tôi chẳng còn gì nữa để dâng. Tôi dâng chính mình như bánh thánh lên Thiên Chúa tối cao. Ông run rẩy trước mặt Thiên Chúa. Còn tôi kính sợ Thiên Chúa. Ông muốn làm đẹp lòng họ. Còn tôi chỉ có một ước vọng là làm đẹp lòng Chúa Kitô thôi. Những người thiêu hủy thân xác là những người bỏ niềm vui mau qua để đổi lấy những niềm vui đời đời. Thánh Phao Lô Tông Đồ đã nói, ai sống trong sạch và đạo đức là đền thờ Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần ở trong họ. Thân thể chỉ ra nhơ uế nếu linh hồn đồng tình với nó. Nhà cầm quyền trao Lucia cho bọn danh đảng để làm nhục cho đến chết, nhưng ngài đã thành một sức mạnh khủng khiếp, khiến bao sức lực của họ cũng không thể kéo ngài đi được. Người ta kêu các phù thủy đưa bò đến kéo, nhưng không nghĩa lý gì đối với sự bất động của trinh nữ. Người ta đốt lửa cũng không chạm tới ngài. Sau cùng, người ta dùng giáo đâm cổ ngài, nhưng ngài còn tuyên báo một cách lạ lùng: tôi báo cho các người biết rằng giáo hội Chúa được ơn bình an, vì hôm nay Diocletiano bị đuổi khỏi đế quốc, Maximiano phải chết, và Catana vui sướng được chị tôi là Agatha bảo trợ. Thành Siracusa được Chúa ban cho tôi, nếu các ngươi hết lòng thực hiện thánh ý Chúa. Và dân Sicily thấy Pache bị xiềng, Kesa biết được rằng ông ta sẽ chiếm thành. Lucia trước khi chết đã được rước mình Chúa. do các linh mục đem đến. Lucia là tên do từ ngữ lux, nghĩa là ánh sáng. Như ánh sáng, gương mẫu đời Ngài dẫn các linh hồn lên trời. Tên Ngài khiến những ai đau mắt thường kêu cầu Ngài. Trích theo vết chân người của linh mục Paulo Phạm Quốc Túy.